could the lady look just at me and talk just dạ, to me? Dạ, lúc nào nói chị tả, chị nhìn được không này? Thì em đứng sau đây rồi. I'd like the lady to tell me what life was like in the village before the Americans came in August 65. Dạ, trước tháng 8 năm 1965 thì cuộc sống ở trong làng như thế nào? Có du kích nhiều không hay là có gì không ạ? Khổ cực quá. Thật coi như là hồi đó không có du kích ở trong làng. Tháng tháng 8 năm 75 ngày 2 tháng 8 năm 75 á, tức là Mỹ qua đổ quân qua ồ ọt nó thà còn lanh xa tan lựu nước đốc nhòa bác bà công dân lòn á ở trong nhòa kéo roa đốc nhòa thà cô nhi là chính ra như ở cái chỗ tôi đó chỗ nhòa tôi nó thà cầm vô Mỹ vô nó thà có thông dịch viên đi nữa thông ngon á đi vô nữa nó thà cô nhi giọng cái chi roa là cũng không cho hết nữa xô roa không cho kéo những cái chi vật họ trong nhòa roa đốc hết đáng cửa là đốc thủ tiêu trong nhòa hết không cho kéo đồ ra được cái chi hết đến khi đó nó thà roa bếp bò công quánh hiếp dâm thà chính roa nó thà thông dịch viên nó cái rằng tôi vô tôi rị đồ roa nó kêu tôi nó thà đấu tranh không cho kéo đồ roa đến khi đó nó thà bếp bò công dẫn roa nó thà đem roa đó có cái cây đoa rất to cái đem roa để ra đó nó thà bò công thấy kéo tôi lại nó thà bò công họ sắm họ loa lên họ loa mà cho đừng bếp tôi đó nó thà kêu họ đấu tranh thà quánh họ đi quánh túi đi hết nè còn để một mình tôi lại đó nó thà bóng anh Mỹ nó thà cầm là lấy cái má chim mùi mà gụa gụa miệng đó mới chằng ngon lên đây chằng ngon lên con người ra cái là cọc cái đầu lũi à. Cọc lấy cái dây điện nó cọc trong cái đầu lưỡi này cuối cùng hơi cái nấm vú cọc cái là quay quay đi cái là ngõ xuống rào là cua như thân thể tôi là lọc hết đồ roan nó thà đánh khi đó nó thà bóng anh Mỹ nó thà hiếp dâm hiếp sang rào là lấy cái chưa này ra sẽ đưa vào trong cửa mình mà lấy roa đến khi roa rào nó thà tôi chết tôi không biết gì nữa hết nữa đến khi tôi tỉnh lại bò cong mà sâu nước mà cho nước lạnh á cho tỉnh lại á thà tôi dạy tôi thế thấy hơi phần chơi này má thà cái chuyện đây nữa thà thấy rất là cảm động cho lương tâm của tôi cam thù không biết bao nhiêu sao xét cho bản thân của tôi trời toàn khế không lùm chi được hết người vẫn roa má thường xuyên từ đó đến nay. Okay, she wants to stop there, obviously. First of all, thank you very much. Đúng rồi hả? Trong cái thời gian là ngày 2 tháng 8 năm 75 đó, 65 đó. Thật cua như là 65 đó là ăn quán ồ ọt thẳng bác chạy là cua như là ăn hiếp dâm toàn phóa. Hầu nó rất là người mê môn không biết chứ hết là đó là cái cam thầu trời sẽ cũng còn sọc sau là bệnh quộn toàn phế trời không lồn chứ được hết. Chỉ là nhờ hợp tốt xóa mà nuôi nắng ăn ở đây chứ còn không lồn cái gì được trời không lồn chứ được nữa hết chứ ở nhà ngồi đó nữa đó. Trên đầu thà điện quay thà đa còn người thà roa má thường nữa đó không lồn chứ được hết. Was she the only person to be raped? Dạ chị có biết ngày hôm đấy là Mỹ nó còn hiếp ai nữa không ạ? Trong đó là hầu nó chị chết xác thấy là có người mà chị chết rồi. Là nhiều người nữa nhưng chết rồi. Chết rồi. What happened to the villagers? Were there many injuries that day? Dạ cái ngày hôm đấy thì cũng nhiều người bị thương ở Mỹ nó bắn bị thương. Có bị thương có nhiều bị thương có chết có đốc nhòa rồi dòng qua bên những nê nè bên sang dần đặng bên nê đó hầu nó là chỗ đó có đường hạt rất là đông có thể trên 300 người lận chứ không ít. Slight one. Slight. There by your feet. Oh.
probably the last number. This isn't. Right. Thank God. Tack, I'd like to ask the lady two questions. First of all, how many people does she believe were raped on that day, and how many people died, and how is she sure that her facts are correct? Dạ, nhà chị hỏi câu hỏi thứ nhất là chị có biết cái số người bị hiếp trong lần đấy là bao nhiêu không ạ? Số người bị chết của cả làng là bao nhiêu không? Và làm sao mà chị tin rằng là cái con số là đúng được? Chị có nhìn thấy một mắt hay không? Nhìn thấy nó là thấy hiện tượng là chết được người nữ 13 tuổi đó. Còn bị thương đó thì cũng có số bị thương trời còn đó. Gã chân gã ta quánh, gã ta có, gã chân có. Chừng quà ngầu chỗ nớ giờ chứ không lùm chứ được hết đó. Bao nhiêu người bị hết tất cả chị biết không ạ? Hồi đó nó thờ tôi với cái con đó, còn có cái bà già nữa. Hào nó cũng sợ. Hào nó sợ cái thao có chết rồi thao có biết yêu gì nữa. Tới tỉnh dậy rồi mà họ về hết rồi.